chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã nhận định từ đầu mùa, mùa đông năm nay ở Bắc Bộ khá ấm. Các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh xảy ra không nhiều và thường suy yếu khá nhanh, nên nền nhiệt độ trong những tháng đầu mùa đông đang cao hơn so với trung bình nhiều năm. Đợt gió mùa đông bắc mới tăng cường trong ngày hôm qua ở Bắc Bộ cũng vậy, với cường độ yếu và lệch đông nên chỉ làm cho nền nhiệt độ giảm nhẹ xuống vài độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay vẫn phổ biến từ 20 cho đến 23 độ. Trong đêm nay và ngày mai thì khối không khí lạnh có cường độ ổn định sẽ tiếp tục chi phối thời tiết trên khu vực. Tình trạng nhiều mây vẫn sẽ diễn ra nhưng mưa nhỏ chỉ còn xảy ra ở vài nơi. Với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sẽ giảm thêm. Tại các tỉnh vùng núi, nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến trong khoảng từ 12 cho đến 14 độ. Các tỉnh trung du và đồng bằng sẽ vào khoảng 16 đến 18 độ. Vào ban ngày trời nhiều mây, nhưng đến thời điểm trưa chiều thì mây giãn mỏng và đôi lúc hửng nắng yếu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ. Sang đến hai ngày 13 và ngày 14 tháng 1, tại Bắc Bộ trời sẽ nhiều mây hơn, có lúc có mưa nhỏ, vì vậy mà độ ẩm trong không khí sẽ tăng lên đáng kể. Cùng với đó thì nền nhiệt độ cũng sẽ giảm thấp hơn, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sẽ giảm thêm. Tại các tỉnh vùng núi, nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến trong khoảng từ 12 đến 14 độ, còn các tỉnh trung du và đồng bằng sẽ vào khoảng 16 đến 18 độ. Trong ngày thì nhiệt độ cao nhất sẽ giảm nhẹ, phổ biến trên khu vực nhiệt độ đều xuống dưới mức là 20 cho đến 21 độ. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, nền nhiệt trong ngày vẫn sẽ cao hơn so với nhiệt độ nền chung của khu vực khoảng từ 2 đến 3 độ. Xuống đến các tỉnh ven biển miền Trung, đới gió Đông Bắc lần này hoạt động không mạnh nên cũng chỉ tác động nhỏ tới các tỉnh Bắc Trung Bộ. Và ngày mai thì các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nên nhiệt độ sẽ giảm khoảng 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay. Trời lạnh về đêm và sáng, còn ban ngày thì trời nhiều mây và nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ từ 20 đến 22 độ. Các tỉnh khu vực Trung và Nam Trung Bộ thời tiết ít có sự thay đổi so với những ngày trước, nên nhiệt độ sẽ tăng dần từ Bắc vào Nam, với nhiệt độ cao nhất trên khu vực vẫn sẽ xảy ra tại các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, với nhiệt độ từ 30 cho đến 31 độ. Riêng các tỉnh Trung Trung Bộ như là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, do điều kiện địa hình đón gió Đông Bắc từ biển thổi vào, nên trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa nhỏ rải rác. Sang đến ngày 14 và ngày 15, khi mà đới gió Đông Bắc suy yếu, thì mưa sẽ chỉ còn diễn ra ở diện vài nơi. Trong 3 ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết hầu như chưa có sự thay đổi gì nhiều, phổ biến vẫn là tình trạng nắng nhiều và hầu như không có mưa. Tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, trời hơi se lạnh vào đêm và sáng. Trong ngày thì trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 31 độ. Còn đối với các tỉnh Nam Bộ thì trời mát mẻ vào đêm và sáng. Trong ngày trời nắng mạnh khiến cho nền nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mức từ 31 đến 32 độ cho các tỉnh thuộc miền Tây và khoảng 32 đến 34 độ đối với các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết ở trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc mạnh nên trong ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc Biển Đông vẫn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động, gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền. Từ ngày 14 trở đi thì gió Đông Bắc trên khu vực Bắc Biển Đông sẽ giảm dần về cường độ, phổ biến chỉ còn khoảng cấp 5. Cũng trong 3 ngày sắp tới thì tại khu vực giữa và phía Nam Biển Đông trời phổ biến là tạnh ráo ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió Đông Bắc có cường độ trung bình nên các tàu thuyền có thể hoạt động được trên khu vực này. Thưa quý vị, như vậy là trong 3 ngày tới ở Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và nhiệt độ giảm, trời rét. Còn tại miền Trung cũng sẽ có mưa nhỏ ở Bắc và Trung Trung Bộ, trời cũng chuyển rét tại khu vực Bắc Trung Bộ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có thời tiết ổn định, phổ biến là không mưa và ngày nắng nên nhiệt ít biến đổi. Thời tiết khô ráo và rất thuận lợi trong mọi hoạt động của người dân nơi đây. Khép lại bản tin thời tiết của ngày hôm nay là nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.